Lời đầu tiên, Mảnh Ghép Yêu Thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Mảnh Ghép Yêu Thương chào anh. Dạ, xin chào Mảnh Ghép Yêu Thương. Dạ, xin chào anh Hoàng. Trước hết, cho mình có chút đôi lời gửi lời chúc mừng. Trước hết thì xin chúc anh Hoàng và cùng gia đình và các anh em trong chương trình Kết Nối Yêu Thương của anh Hoàng tại Long An lời chúc tốt đẹp nhất, một đầu năm mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc và sự như ý. Rồi, cảm ơn anh. Sau đó thì mình có một lời nhắn nhủ đến tất cả quý vị xem chương trình Kết Nối Yêu Thương của anh Hoàng. Mình đã xem chương trình một thời gian qua, mình có trích đoạn một vài đoạn ở trong đây của chương trình đó, là các quý vị xem đài đó, xem chương trình của mình đó, hầu như có ý trái chiều rất nhiều, cho nên đây mình có lời nhắn nhủ thưa các bạn rằng á, trong cuộc sống chúng ta nó có rất nhiều khổ sở, vui sướng, mừng, giàu có, nghèo đều khác nhau hết, không có cái nào là giống như nhau đâu. Nhưng riêng về tất cả mà anh chị em mà muốn đến chương trình đều là cái nỗi buồn là nhiều nhất. Buồn là gì? Buồn ở đây gia đình của mình nó đang bị đổ vỡ. Buồn là gì? Buồn nó đang thiếu thốn tình thương, hai cái đó nó đang đi giai đoạn rất nặng. Vì vậy khi quý vị xem mà có những trường hợp nào nó đang rơi vào cái cảnh bế tắc thì quý vị nên động viên hoặc tìm hiểu đến anh chị đó, giúp cho người ta có được cái niềm vui trở lại. Đó là điều hạnh phúc nhất, điều đó rất cảm ơn. Chứ mình đừng có ném đá người ta, ném đá nặng quá thì không khác nào mình đưa cái kim chích vào người ta nữa thì nó khổ lắm. Đây là có lời nhắn nhủ đến quý vị rằng mình là tạm dừng cái câu đó, bây giờ mình đi vào chương trình. Thưa với anh Hoàng rằng mình tên thật là Đỗ Thanh Nhàn, sinh năm 1971. Tại nếu mà nói quê gốc thì thôi quê gốc bỏ qua bên đi, bị quê gốc trước đây không cần nói. Mình đang ở tại Đồng Tháp. Hiện giờ thì cũng lên chương trình để tìm một cái mảnh ghép nào mà nó xứng với mình. Thành thật mà nói, trước đây thì mình cũng có gia đình một lần, nhưng có thì cũng như không thôi. Mình xin trích một đoạn này thôi, không thể nói hết được, mong quý vị thông cảm. Nói chung thì vợ chồng đang sống thì cũng hạnh phúc, không phải là không, có một đứa con. Nhưng không hiểu sao bỗng nhiên nó lại bứt ngang một cách lìa xa mà không có bất cứ một lý do gì. Đây là một cái trường hợp rất là đặc biệt mà nó để lại cho mình một cái nỗi đau. Như vậy nó sẽ rơi vào cái cảnh 2014 đến nay rồi. Từ đó đến nay mình vẫn sống độc thân như vậy. Thì trước khi mà nó đi như vậy á, thì lúc đó hai người thì đang làm công ty ở tại Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả tiền bạc ghi cõm được một số vốn để định là cũng lập nghiệp ở tại đó. Thì coi như đến cái ca của mình đi về vào ban đêm thì nó đã đi mất rồi, chỉ còn lại phòng không gối chiếc thôi. Anh Hoàng biết là chuyện đó nó xảy ra thì cái sự đau buồn không thể kiềm chế được. Thì mình đang làm thì cũng không còn cái tinh thần để làm nữa. Nó rất là đau buồn, dồn dập tấn công nhiều thứ trong cái giai đoạn đó. Như vậy là mình chịu hết nổi, không thể đứng ở công ty làm nữa, đành phải nghỉ việc trở về quê nhà. Rồi. Tháp. Nãy bạn nói bạn tên gì? Quên rồi. Mình tên là Đỗ Thanh Nhàn. Đỗ Thanh Nhàn, dạ. Sinh năm 1971. Đúng rồi. Năm nay 54 tuổi ha. Dạ. Thôi thì anh em mình cũng bằng tuổi nhau. Dạ. Mình kêu tên đi ha. Dạ. Rồi bây giờ Nhàn nè. Dạ.
Nhàn có đồng ý cho phép chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương sử dụng hình ảnh của Nhàn đăng lên mạng xã hội không? Cho phép. Rồi. Khi mình đã đến chương trình thì mình phải bày tỏ mọi thứ thì hình ảnh nó có được. Lúc đó mình mới thực hiện và thể hiện được. À, mọi khiếu nại sau này của gia đình cũng như chính bản thân Nhàn yêu cầu Mảnh Ghép Yêu Thương tháo gỡ bỏ video là không được. Dạ đúng rồi. Nhàn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lời nói của mình ha. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ để bước vào cái vấn đề chính á, thì Nhàn có thể cho mọi người biết sơ chút xíu về cái rõ hơn về cái hoàn cảnh mà hôn nhân gia đình của Nhàn á. Thưa với anh Hoàng rằng giống như mình vừa nói cái câu đầu, hôn nhân gia đình thì nó y như cái lời mình đang nói ban đầu. Mình bây giờ là bây giờ mình tóm tắt lại là Nhàn và vợ của Nhàn chia tay cách này lâu chưa? Chia tay bắt đầu năm 2014 đến nay. 2014 là 10 năm rồi ha. Dạ, nay đã bước rồi, năm thứ 10. Bây giờ hai người có bao nhiêu người con? Một người con. Còn bây giờ đứa cha cháu đó là trai hay gái? Cháu trai. Cháu đang sống với ai? Sống với mẹ luôn. À, sống với mẹ. Nghe lời mẹ, đi theo mẹ luôn, là mất liên lạc tính nó giờ lúc này. Là 10 năm nay luôn. Dạ. 10 năm nay rồi, Nhàn có đi thêm bước nào nữa không? Không. Buồn quá rồi. Buồn quá, một cái tinh thần nó rất khủng hoảng. Suy sụp ha. Suy sụp mà làm gì cũng không nổi. Thôi thì bây giờ nó cái chuyện cũ nó cũng đã qua lâu rồi. Không muốn nhắc lại. Thì thôi mình hãy chôn nó vào cái quá khứ dĩ vãng đi. Yeah. Để mình cố gắng mình hướng cái hướng tích mới. Cực hơn. Để mình tạo ra một cái tương lai mới cho cuộc sống của mình. Chứ bây giờ mình cái người ta như vậy rồi, mình cứ ôm ấp cái nỗi buồn hoài thì cuộc sống mình nó càng ngày nó càng bế tắc, nó đi xuống đúng nó rồi. Cũng không tốt đúng không? Dạ. Rồi Nhàn cao bao nhiêu nè? Cao thì chỉ có 1m65 hay 67 gì, hôm trước đo mà quên cái đoạn đó rồi. Nặng là 63kg. Rồi cứ cho là nó dạ. Khoảng giữa đi, 1m66 đi. Dạ. Nặng 65kg ha. Dạ. 63 chưa tới 65. 63kg. Dạ, bị dưới này hơi ốm bớt rồi. Dạ. Tại vì chắc lo nghĩ nhiều quá ha. Dạ, trời ơi, khổ lắm. Thì đó mới kêu bỏ đi. Bỏ đi đó. Ráng ăn uống vô. Rồi bây giờ Nhàn có thường hay bia rượu không? Thưa với anh Hoàng là mình sống từ nhỏ. Tệ nạn xã hội. Thuốc lá, bia rượu, cà phê luôn, không dùng mấy thứ đó. Bạn không dùng những thứ đó? Không dùng, không tất dùng, cả từ nhỏ tới lớn. Người đàn ông mà không dùng những thứ đó, không có một trong những cái thứ đó là chắc cũng khó tánh lắm ạ. Nhưng nhậu thì bia rượu là mình có chấm mút là ở chỗ đám tiệc gia đình. Có nghĩa là nhậu là có nha. Đám tiệc là phải có thôi. Nhất định là phải có. Phải có thôi, ít hay nhiều thôi, nhưng mà đối với mình là phải có số lượng. Không lầy lội là được. Không bao giờ đi nhiều quá được. Nói vậy. Rồi hiện nay Nhàn sinh sống bằng công việc gì? Hiện nay trước đây mình làm nghề cơ khí, nhưng cái nghề cơ khí đang làm mà nó bị lỗ lã rồi, hai anh em làm hùng lại đó, cho nên nó giải thể, mới ngưng công việc một thời gian dài mới chạy lên Long An làm lại công ty. Nhưng vô cái giai đoạn là Covid-19 vừa rồi, nó cũng lại bị thất bại tiếp. Rồi qua Covid-19 lại nghỉ quay trở về quê thì mới có đổi hướng về tới Phú Quốc. Vì Phú Quốc có một số em nó làm một cơ sở ngoài đó, thế vậy mình ra đó mình làm bảo trì máy cho nó, vì cơ sở thì nó có máy móc. Rồi Hùng với một người bạn làm thêm một cái cơ sở khác là làm bên trồng trọt, tức là đang lên trang trại để trồng nấm bầu ngư và nấm rương, trồng qua màu vì hả? Cái đó mình đang xem xét, kinh tế nó cũng cao, lúc nào nó cũng đều có cái mức thu nhập mà cũng bán dễ bán lắm. Hiện nay vẫn còn làm? Hiện nay vẫn còn làm, bắt đầu mới ngưng hôm Tết, giờ là nguyên liệu đã hết rồi đó. Cái đó thu hoạch một năm thu hoạch bao nhiêu lần? Đây là mình làm trang trại. Trang trại mà làm xuyên suốt. Ngày nào cũng thu á? Ngày nào cũng đều có thu hết. Như cái này nó đã dứt điểm thì mình sẽ gầy cái khác, nó đi liên liên kề với nhau. Nấm màu ngư đắt tiền lắm đó. Nhưng mà mới bắt đầu đang lên trang trại thôi, bây giờ nó làm trang trại chứ không phải là nó trồng bên ngoài. Mới lên thôi chứ chưa có bước vào giai đoạn thu hoạch luôn. Bước vào giai đoạn hết một mục rồi, nhưng mà nấm rơm trước. Đó. Rồi thu nhập ổn không? Thấy thu nhập ổn không? Nói chung thu nhập thì
ổn thì vừa khá, nhưng khổ một nỗi mà cái vấn đề làm hùng đó, mình đang bị băng dân cái vấn đề đó. Hồi đó giờ cũng đã thấy nhiều rồi, cái vấn đề hùng hập không bao giờ nó tồn tại nổi. Đúng rồi. Cho nên định qua Tết này ra rồi mình sẽ lên cái kế hoạch làm riêng ha. Làm riêng mà đang định hướng trở về tại nhà mình đây, không làm quốc. Bởi vì cái vấn đề làm cái đó, tất cả nguyên liệu đều phải mua từ đất liền đem ra, rất là cao cái chi phí. Mà có những món thì không thể mua ở ngoài được, phải về tới đây mua. Thì nó mất rất nhiều thời gian. Rồi, hiện tại Nhàn có nhà riêng của mình chưa? Dạ có nhà riêng. Cũng nói ngay với anh Hoàng câu này mình không biết có nên nói hay không. Nói ngay mình cũng... Nói chữ nghèo thì nó cũng dính tới chút xíu thôi. Cũng không giàu hơn ai, cũng không nghèo hơn ai, mà cũng không khá hơn ai. Nhưng mà hoạt bát lao động thì nói chung là ngày vẫn sống được. Nói vậy. Nó suy sụp từ ngày đó tới ngày nay. Rồi hiện nay ở trên nhà đó là Nhàn sống với ai? Về hiện giờ còn một đứa em gái nào nó có gia đình rồi. Thì nhỏ em nó cũng làm ở ngoài Phú Quốc. Thì hai anh em về ăn Tết xong em đi trước hôm qua rồi. Mình còn lại ở nhà để sửa sang nhà cửa lại. Hết tháng 2 này mới có đi. Mình đi Phú Quốc rồi cũng phải đóng cửa ha. Dạ cũng phải đóng cửa. Bỏ nhà đi rồi, ở nhà bị ăn trộm vô nó phá hết một số đồ rồi. Đó, cài cửa vô phá số đồ rồi. Rồi lâu quá thì nó thấy vắng thì nó... Cho nên hôm nay á, mình đã xem cái chương trình của anh á, thì nói ngay muốn đi tới cũng lâu, nhưng điều xa nhà muốn đi tới thì nó hơi khó, cho nên đợi tới giờ này. Rồi cho bây nên... giờ vậy nè, mình tóm tắt gọn lại thôi. Bây giờ hôm nay Nhàn gọi tới chương trình, Nhàn muốn chương trình giúp gì cho Nhàn? Hôm nay muốn nhờ chương trình đó là kiếm một cái mảnh ghép nào mà nó phù hợp với mình. Thứ nhất là con người sống phải có đạo đức. Câu này hầu như nghe ai cũng đều nói rồi. Con người mà không có đức thì cũng không làm gì được đâu. Đức thắng tài chứ không thể tài thắng đức được. Đức hạnh, chung thủy và biết yêu thương gia đình, chồng và con. Phải phối hợp với nhau để tạo nên cuộc sống, chứ đừng có sống một cách sống mà nó nhìn bên ngoài, trong nhà mà nhìn bên ngoài thì cái đó không tồn tại nổi. Rồi. Đó là vậy. Cái đó là về cái tính cách ha, đạo đức và con người và cái cách sống của cách sống. Vợ chồng ha. Rồi bây giờ Nhàn muốn chị đó có công việc gì hay là có nhà cửa gì không? Bây giờ mình có hai câu để trả lời trong việc này, trong cái câu này. Thứ nhất, nếu đặt thí dụ như một người phụ nữ nào mà có đủ điều kiện thì hay là điều kiện thiếu chút cũng được không sao, nhưng mà nếu về bên với phụ nữ là được, để mở cơ sở làm mình vẫn về được. Còn nếu như không có thì về bên đây cũng được, không sao, nó là như vậy. Nhưng cái tình yêu thương nó phải thật. Nhưng mà nhàn mãn. Nhàn thích về bên nhà của cô đó hay là Nhàn muốn cô đó về bên nhà? Nói chung thì về cô đó cũng được, vẫn được. Ý là của Nhàn là Nhàn thích đi đi xa hơn ha. Mình đi tới nhà của chị đó ha. Rồi bây giờ Nhàn muốn cái chị đó độ tuổi khoảng bao nhiêu? Mình năm nay thì đã bước sang tuổi 54 rồi. Thì bằng mình với nhỏ hơn từ 3 đến 5 tuổi thôi. Còn nếu lớn hơn thì lớn 2 tuổi thôi. Thường thường ta nói những cái gái lớn 2 đó, nó là vậy. Chứ còn lớn quá thì nó không xứng, nó không phù hợp. Rồi, nó vậy là nhỏ hơn 2 tuổi, lớn hơn 2 tuổi. Từ 52 tới 56 ha. Hay là 60 được không? Thôi, lớn quá thì không được đâu. 56 ha. 56 nó lớn hơn 2 tuổi. Hoặc là bằng, hoặc là nhỏ hơn. Nó là vậy. Chứ nó lớn quá thì nhìn nó không tương xứng về cái nét mặt, một phần nó có cái độ già nữa. Thì mình thấy nó không có thẩm mỹ hơn chút xíu. Vậy thôi. Chứ mình là không chê ai hết. Giàu hay nghèo đối với mình không thành vấn đề. Nó là vậy. Quan trọng biết yêu thương là được rồi. Rồi.
Đây, Nhàn thì thích cái cô đó ở cái vùng miền nào? Mình giờ ở miền Tây thì có thể mình kiếm miền Tây đi, hoặc là ngoài tỉnh này cũng nằm khu vực gần gần này, đi tới đi lui cho nó thuận lợi, nó mất đỡ mất cái thời gian vậy thôi. Mà thí dụ nhớ cái duyên nợ mà nó đưa lọt qua một hai tỉnh khác thì cũng không sao mình, nhưng mà nó nằm trong miền Tây mình được rồi, chứ đi vùng ngoài nó nghe ngán lắm, ngán ngẩm lắm. Rồi Nhàn có xem lâu rồi, dạ. Có ấn tượng được cô nào trên mấy cái video đó không? Nói chung thì cũng thưa với anh Hoàng là mình không thể nói tên, nhưng có ấn tượng. Nhưng rất tiếc là cái ấn tượng đó mình đi trễ rồi. Mình đi trễ rồi, mình không thể đưa tên ra đây được để làm gì. Đúng rồi. Sau chương trình mình đã bật mí cho anh Hoàng biết. Có hai người. Hai người. Có hai người gần khu vực của mình. Nhưng mà muộn rồi ha. Muộn quá, tiếc quá. Thôi thì bây giờ vẫn còn rất là nhiều mà. Cũng còn, thì... kiếm cơ hội khác đi. Độ tuổi từ 54 tới 56. Vâng. Sống phải có đạo đức ha. Dạ. Nếu mà có công ăn việc làm, có nhà cửa ổn định thì càng tốt. Càng tốt. Mà phải biết thương nha, chứ ví dụ có công ăn việc làm hay hoặc có nhà cửa mà mình sống mà mình cứ đừng có dựa thân dựa thế vào đó rồi mai kia mốt nọ mình xanh sôi nảy nở ra cái chuyện phức tạp thì cái đó không được. Nhàn thấy Nhàn có một cái gương mặt cũng lãng tử lắm ha. Cũng điệu nghệ lắm, cũng giống như là nghệ sĩ vậy ha. Mái tóc để dài bồng bềnh uốn éo mới cắt bớt rồi, năm Tết dài lắm mới cắt bớt rồi. Rồi hàm râu là ha, nhìn thấy cũng men lắm á. Nhàn có thích âm nhạc không? Âm nhạc thì nói chung là thích lắm. Nhưng mà nếu hát á thì nó phải có máy, có đờn, có trống rồi này kia. Không, còn theo nếu mình hát trơ trọi thì nó không thuộc bài. Thấy cũng lãng tử lắm nè, dạ. Hát chắc cũng hay lắm à. Hát được thôi. Thường nhưng thường mà khổ cái không có thuộc bài bên ngoài làm sao hát. Thường thường Nhàn thích, Nhàn thích hát nhạc gì? Đa số là đốt bolero. Bolero. Nhạc trữ tình nghe nó đầm thắm hơn. Bây giờ có thể mở lời điện thoại lên hát được không? Được. Có thể mình mở điện thoại là mình nhìn điện thoại mình hát được. Mà không thuộc lời hả? Hát lời ở ngoài thì không thuộc hết, thuộc chừng đoạn xíu thôi là hết rồi. Mình hát đoạn thôi, hát để mình giống như là góp vui thôi, chứ vui không phải là hát hết nguyên bản lại làm gì. Thì bây giờ Nhàn tặng quý vị khán giả cũng như tặng cho cái nửa mảnh yêu thương của mình chuẩn bị đến nè. Một cái ca khúc nào, một đoạn thôi bây giờ vậy đi. Chích một đoạn mà trong cái đoạn này nó khoảng chừng có 10 chữ thôi. Nó có 10 chữ với lại thôi. Rồi. Cái đoạn này là của bên ca cổ. Mà cái bài này là nghệ sĩ hát trong cái dịp Tết này hầu như là nghe nó rất là nổi. Mà nghe rất hay. Mình lấy cái đoạn này ra một đoạn thôi, mình sẽ gửi đến bà con cô bác là thưởng thức. Nhưng nếu có dở quá thì cũng đừng chê. Rồi. Bây giờ bắt đầu. Nó ngay cũng khang tiếng 7 tiếng âm Tết tới giờ nhiều quá. Tết đến xuân sang sáu lòng mình dần thấy bóng. Đêm về khúc nhạc với quân ca. Đêm giao thừa dặn thiếu bóng người xưa. Tình chí kỷ mang nặng nỗi sầu cô lẻ. Ôi buồn làm sao những tiếng nhạc lời ca khi mình đưa vào lòng người dân bông. Hỡi người bạn chí âm nghe kỹ bài ca đưa vào lòng thương nhớ đừng để lại nỗi sầu đau cho mỗi kẻ một phương trời. Hay quá, mùi à. Nỗi đau kia mất trong tôi là sai đắm cả tâm hồn. Xin nhìn lại cuộc đời khôn khó
mà mình hãy thương thầm đừng bỏ lãng quên. Bỏ làm chi thương nhớ để cho yêu thương, mà mình đừng bao giờ quên làng thương nhớ. Bao nhiêu giờ đây lại bỏ thầu hận suốt bao năm dài. Xin hết mình trích ra một đoạn ngắn thôi, vì cái bài mình hát mà nó không thuộc hết cái bài được, chỉ nhắc qua được có khúc đầu thôi. Hay mà cái bản này đây là cũng là một cái bài mới, nhưng mà bạn cũng thấm nhận là hình như là cũng cái nỗi buồn canh cánh nó đang đeo. Nói chung là nói với anh Hoàng An đều vậy, hầu như bắt những bài hát lên từ nhạc đến cổ đều là lựa những cái bài nó đi vào cái tâm trạng của mình. Chứ còn nhạc hót hót rồi này kia thì mấy cái đó nó làm cho mình không có đứng lại cái tinh thần được, mà nó hầu như nó xáo trộn đi. Đó, mình nghe những cái bài mà nó vô cái tâm tư đó, cái đầu mình có một cái mức suy nghĩ để làm sao mà mình sẽ thể hiện giống như vậy để cho nó lấy cái tinh thần lại đó. Rồi chương trình cũng ghi nhận sự trải lòng nãy giờ của Nhàn ha. Cũng chân thành cảm ơn Nhàn đã dành thời gian quý báu của mình để anh em mình có buổi trò chuyện vui vẻ ngày hôm nay. Cũng không quên cầu chúc cho Nhàn sớm ngày đạt được cái ước nguyện của mình là tìm được một nửa yêu thương còn lại đúng với cái tiêu chí mình đưa ra, để mình có thể quên trước là có thể quên đi cái nỗi buồn dĩ vãng ha. Sau nữa là có thể hướng tới tương lai nó một cái cách tốt đẹp hơn. Rồi bây giờ Nhàn có cái ý gì mà muốn gửi đến cho các chị em mà chuẩn bị tham gia vào cái vấn đề kết nối với Nhàn không ạ? Trước hết thì mình xin gọi là lời chào đi ha. Xin chào tất cả các chị em phụ nữ mà những người đang rơi vào cái cảnh là tình yêu thương đang bị mất mát, thì nếu biết được cái chương trình của anh Minh Hoàng gốc là tại Long An thì sớm nhanh chân để mình đi đến mình tìm cái hạnh phúc của mình, nó còn quanh quẩn ở đâu đó, để sớm mình tụ họp lại gia đình, một cái mái ấm gia đình để cho nó được hoàn hảo mà chung sống và đùm bọc lo lắng với nhau, tạo công ăn việc làm, xây dựng gia đình hạnh phúc. Rồi bây giờ Nhàn có thể chào quý vị khán giả để anh em mình kết thúc ha. Trước hết thì sau chương trình là chúc sau cùng một lần nữa xin chúc tất cả anh chị em trên cộng đồng trong và ngoài nước một năm mới hạnh phúc, an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc, vạn sự như ý trọn năm. Và cũng chúc thêm là cũng xin kính chúc gia đình anh Hoàng và anh em trong chương trình của mình một năm mới đạt được nhiều thành tích cao nhất và có cái sức khỏe tốt nhất để hàng ngày đi chạy làm những cái chương trình cho tất cả anh chị em mà nó đã đạt được, đó là một cái điều hạnh phúc và chúc sức khỏe cao nhất. Rồi, cảm ơn những cái lời chúc tốt đẹp của bạn nhà nhiều ha. Trước khi kết thúc video, mảnh ghép yêu thương cầu chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào chương trình.